Quán quân The New Mentor Lê Thu Trang không yêu đại gia, dành hết thanh xuân chăm sóc bạn trai mắc ung thư. Lê Thu Trang khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có chuyện tình yêu đẹp với người mẫu Quang Sơn. Được biết cặp đôi bên nhau được khoảng 3 năm, cùng trải qua những biến cố và gắn bó bền chặt. Sau khi tham gia nhiều cuộc thi, người mẫu Lê Thu Trang vừa chạm tay đến vị trí cao nhất của The New Mentor 2023. Chân dài sinh năm 1997 là thành viên của team Super Mentor Lan Khuê. Cô có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong giới thời trang người mẫu, đồng thời tham gia hướng dẫn các quốc trình diễn cho nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước. Lê Thu Trang không phải là gương mặt quá xa lạ với công chúng, tuy nhiên tên tuổi của Lê Thu Trang được biết đến rộng rãi hơn từ khi tham gia The New Mentor. Những thông tin liên quan về đời tư của Lê Thu Trang cũng được quan tâm nhiều hơn sau khi đạt quán quân The New Mentor. Ngoài công việc người mẫu, Lê Thu Trang gây chú ý với chuyện tình yêu đẹp bên bạn trai Quang Sơn. Được biết, Lê Thu Trang và Quang Sơn quen nhau từ tháng 10 năm 2020 thông qua mạng xã hội. Cặp đôi tìm hiểu hẹn hò như bao người và cùng nhau bước qua nhiều thăng trầm biến cố trong cuộc sống. Bạn trai của Lê Thu Trang cũng là một người mẫu, anh sinh năm 1996, quê ở Đồng Nai. Quang Sơn tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, từng chiến thắng tại cuộc thi gương mặt điện ảnh 2019, tham gia The Next Gentleman và thuộc team huấn luyện viên Hà Anh. Quang Sơn từng chia sẻ khi mới quen Lê Thu Trang, anh đang điều trị ung thư tuyến giáp. Khi biết về tình hình sức khỏe, cô vẫn bên cạnh chăm sóc không từ bỏ. Lần đầu gặp nhau, Lê Thu Trang xót xa khi bạn trai quá gầy, cơ thể mong manh nhỏ bé. Cô muốn bên cạnh để bảo vệ, che chở chứ không quan tâm đến việc người yêu giàu hay nghèo. Người mẫu Quang Sơn cũng bày tỏ Lê Thu Trang là người sống cá tính bình dân và không thích những gì sang trọng, không đòi hỏi cao về vật chất. Đồng thời cô nàng rất chịu khó là tiếp người phụ nữ của gia đình, thích nấu ăn đi phượt. Lê Thu Trang cũng vượt ra ngoài khuôn khổ mà nhiều người định kiến về việc người mẫu hoa hậu thường thích đại gia để ở bên cạnh bạn trai suốt 3 năm qua. Quang Sơn chia sẻ trong một bài phỏng vấn, dùng điện thoại lướt mạng xã hội tôi thấy Trang xinh xắn nên gửi lời mời kết bạn trên Facebook. Hai đứa trò chuyện với nhau được một thời gian, tôi hẹn gặp Trang. Ban đầu tôi nghĩ người đẹp hoa hậu phải quen đại gia, có cuộc sống sang chảnh nhưng Trang không như vậy. Cô ấy cá tính, sống bình dân, không thích những gì sang trọng. Trang đòi hỏi về tinh thần cao hơn vật chất, đó là điều khiến tôi bất ngờ. Bên cạnh đó, Trang rất ngoan, nghe lời, chịu thương, chịu khó. Trang là người phụ nữ của gia đình đúng nghĩa. Cô ấy không ham chơi, chỉ thích ở nhà nấu ăn. Hai đứa tôi đều mê xe, thích đi bụi và ăn cơm cùng gia đình. Ban đầu, cả tôi và Trang đều nghĩ hai đứa chỉ quen chơi, nhưng qua lại với nhau khoảng một tháng thì thương thật. Khi thương Trang, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn cho tương lai nên thu mình lại. Tôi kể với Trang về căn bệnh mình mắc, việc phải uống thuốc cả đời cũng như viễn cảnh lỡ có chuyện gì xảy ra anh không thể ở bên em nữa. Lúc đó tôi mang nhiều nỗi sợ. Tôi sợ trở thành gánh nặng cho Trang, sợ cô ấy nếu lấy tôi sẽ qua một lần đò, phải hai đời chồng. Nhiều lần tôi đòi chia tay Trang vì nghĩ bản thân không nên giam cầm thanh xuân của cô ấy. Tôi nói với Trang mình có thể biến mất bất kỳ lúc nào, do đó nếu muốn gắn bó cô ấy phải luôn trong tình trạng sẵn sàng chấp nhận. Rất nhiều lần Trang đòi cưới nhưng tôi không chịu. Tôi nói với Trang hãy chờ đến khi tôi chữa dứt bệnh, hai đứa mới tính chuyện xa hơn. Trang chấp nhận chờ, cô ấy tin vào lựa chọn của mình, anh nói thêm. Mối quan hệ tình cảm của Quang Sơn và Lê Thu Trang được hai bên gia đình ủng hộ, tuy nhiên cặp đôi chưa tính đến việc kết hôn mà vẫn tập trung phát triển sự nghiệp. Lê Thu Trang sinh năm 1997, quê ở Hà Nội. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước như lọt top 10 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 và 2019, thí sinh của Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022.